Rồi, chúng ta đến đối thủ gì đây? Guam. Ôi giời, dí xuống nhé. Vâng, chắc sẽ đánh nước này hơi nhanh. Đúng ra phải dí tốt xuống mới có lợi thế. Lên mã. Nhập thành. Ngay rồi. Ăn lại tốt. CTC phải tăng tốc thôi. Từ đó nó lê dề được. Hết giờ như chơi. Lên xe. Nhập đi. Dí xuống. Phi thằng này không? Cũng phải ăn. À, vào giữ. Giữ vẫn ăn. Xe bắn lên thì mình sẽ chiếu hết, nhưng mà ở đây chẳng lẽ đẩy tốt lên mình phải lại phải giữ. Rồi, nước này sẽ bắt được tốt.
Ôi rồi nó vào đây nó bắt hỏng rồi. Vớ vẩn mà không nhìn ra. Lên đây vào đây bắt lại. Mình giữ mẹ. Chưa làm ăn gì được. Chưa làm ăn gì được. May quá vẫn ăn được. Này tượng rồi. Không hết. Rồi. Vâng, CTC ép cho đen không thở được. Vâng, một chiến thắng.